Yeah, yeah, đây là chuyến đi tàu đêm khuya. Mày cầm cho qua toilet. Đấy. Alo alo, chào mọi người, lại là mình đây. Nay cùng mình tham gia chuyến company trip 3 ngày 3 đêm năm 2023 của công ty mình nha. Nào đi thôi. Chúc là chào những người anh em vui vẻ nè. Bra. Đó là tiết mục xe hơi đêm khuya và trò chuyện buổi sáng. Ăn nè. Uống bia nè. Nghe kể chuyện. Hải xịn xò quá. Này là streamer mà. Yeah, yeah, đây là chuyến đi tàu đêm khuya. Mày cầm cho qua toilet. Đấy, coi thử đi, nó lạ lắm. Lạ lắm. Lạ lắm Hải. Review toilet đầu tiên. Trải thôi, hãy toilet đầu tiên. Chơi tàu lắm. Thấy đầu tiên Hải tàu đúng không? Đúng rồi, nên review toilet. Đầu tiên em thấy luôn á. Thôi, vậy được đi, đi về bỏ ăn luôn á. Ừ, nhưng mà thấy đường ray cái gì đâu, gió mà còn đậu à, là nó thổi thơm dưới đó đúng không à. Nó đục cái lỗ à, sàn đục lỗ à. À, ta đi xuống á. Không, con này vừa ngon mà không ơi. Rẻ luôn hả? Thấy có khác đâu. Ba cũ mới chạy quá. Chịp cha luôn hả? Đâu, hình như là có phụng, có phụng. Có không? Ba có phụng. Phải không? Bây giờ lắc 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 hơn mà. Chứ không có phụng, nó dưa chết. Ba cũ quá nha, có vội được, có nước xịt. Này gió nó quạt chút nữa. Đau mát mà. Ý là nó đang xay ra ngoài đây mà, nó không có xay xuống đây đâu, nên nắng nóng á, sao chịu nhở. Ủa, rốc tiếp đi anh. À, hứa không? Phòng đầu tiên. Chuyện nào mà... Hình như rượu nó không thật với em. Ủa sao vậy? Lắc hả? Em thấy nó... Lắc lư rồi hả? Lắc lư. Vậy là giao nhỏ không? Em muốn nóng lòng. Ủa, anh có anh đi hả? Đó, nãy giờ bụng ăn rồi. Ủa anh kho ảnh không đi anh Phong? Đó là bình thường. Khoa đã giải. Bình thường tối mang ít. Tưởng đi đá banh. Đá banh là ngày mai. Ý ngày mốt. Ngày mai đi giải. Và gặp người anh em thiệt lành đi dạo nữa chứ. Mời một ly luôn chứ mẹ chi. Anh nó muốn qua mời mấy anh chị. Ui giời. Đây, welcome. Chào chú. Welcome. Chào chú. Chào chú. Chào chú. Mời mấy chị nha. Quý lắm mới chồng ly á. Quý lắm mới chồng ly á. Dạ trời. Con trai rồi đó. Con quen 6 rồi, 7 giờ 8 rồi con trai rồi đó. Đi qua cho cái đèn bình người nhím mồi cái đi ha. Một cái gì? Mọi người nếm mất ly rồi đó, cái lực em nếm luôn. Mình chịu à. Không còn chỗ nào để đứng luôn á. Tính là đi tàu nhanh hơn ha. Ừ, em ăn to này luôn hả? Em có mấy giờ tới là 5 giờ. Trèo qua đây. Ok. Ủa cái này là cầu đỏ đúng không ta? Mình chịu. Đó đó. Ừ. Mình chịu á. Nè bảo. Mình chịu ăn cái đỏ. Đỏ. Đỏ đó. Đỏ Bình Lợi á. Đúng rồi. Cầu Bình Lợi. Mình chịu. Cầu Bình Lợi. Bình Lợi chứ. Đỏ Bình Lợi. À cũng đỏ hả? Không ơi. Bị. Không. Học đứng học thì đơm cà phê xin mời luôn. Có ca bảo bị đơm cà phê đứng học đứng học. Có sốc chua không chị ơi? Không chị ơi. Bé nghe giọng cười của ai vậy? Đây. Cũng mới có 2 ly. Hello anh em nha, này ăn bánh giò. Bánh giò trên tàu lửa nha. Chống đói. Bởi vì lỡ uống hết một ly rượu. Ê, có cầm cháy bạn không? Mua cầm cháy không? Anh ơi, chỉ thiếu đồ uống thôi chứ đâu. Vậy ăn đi chứ. Rồi. Ăn tép đi mày. Một thêm muỗng nữa mày. Ăn hả miệng ra mà ôm đớp đớp cái đớp đó. Ngon quá. Ngon quá. Còn bé tép. Xong mình tiếp tiếp một ly. Tao tép. Ly cuối cùng luôn. 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 Ly Trời có gì thấy sếp mày đâu phản luôn mày. Ủa cái gì vậy? Cảm ơn. Vô. Vô. 2 3. Vô. 2 3. Ủa. Trời ơi, tao đang đứng dưới đi lên. Đây. Giỡn. Em mới chân đi xuống. Rồi, cảm ơn em. À, rồi. Mấy anh em chơi vui nha. Mình đi như vậy nha. Dạ. Ủa, mày ngồi bàn như này nữa.
vô anh. Vô vô. Phố. Không. Dạ ba dạ bảy. Rồi đi đi bia toilet em. Ơi, không, hồi sinh viên em đi tàu mét luôn anh. Em biết toilet ở trên này là như thế nào. Ủa? Nên đó là lý do mà em nói bên chỗ tôi là phải mua cái mà khử mùi á. Xịt khử mùi á, vô là phải xịt 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 hết. Nhưng mà em hồi nãy có lên thấy phòng nào cũng xịt đúng không chị? Đúng rồi, tập đấy. Em biết rồi á, nên em sợ. Em sợ đâu hả? Nghệ An chị, nên em đi tàu về là 36 tiếng. Là em làm trên này nè. 36 tiếng, ủa má ơi. Bây giờ còn nhiêu? Giờ em về máy bay. Giờ đi bay rồi. Giờ đi tàu rồi, giờ có tiền rồi em đi tàu nữa, hồi xưa không có tiền. Trời ơi, tụi nó kêu lên 3 quán thùng bia á. Trời ơi, rồi rượu. Ủa, ở đâu á? Ngày tên năm á chị? Để lấy xin hoạt sinh rồi. Lấy xin hoạt sinh rồi. Lấy xin, lấy xin rồi. Đi giao lưu. Đi giao lưu, mà giả bỏ mình xin cái hồn không? Xách cái ly thôi, giao lưu là nó cho bia không đúng mà mình... Không, mình xách cái lon đi để cho nó hoành tráng. Cái này nè, tên chính còn nè, đúng không? Cái này nè. Mình nhập bộ mình đi hết đi là còn bị hổng. Em về một phòng rồi, em về em ngủ rồi. Kỹ đi, mai còn rồi. Em mang mọi người nhé. Rồi, mai anh cà rán. Thôi, anh cà rán đi. Thôi, không, tí nữa không có... Anh cà rán đi. Em đi, em kìa. Em lo bằng em đây kìa. Em lo bằng em đi. Thôi, tí. Đi nha. Bye bye mọi người, bye bye. Cái thử bằng này cũng rồi, nó có cần người đưa về không? Dạ không cần đâu. Trả chỗ cho Nguyễn Hoàng Bảo. Từ. Anh review gì? Anh review gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời mà đi sinh long tới vậy luôn. Mà em phải đứng tấn nữa. Không dám ra hả? Mà sao mình nhắm một trúng. Mình đứng như này cái nó lắc. Mà cứ lắc qua lắc lại là mình rén mình không vô. Không, không dám đi. Em giống đi, xong rồi em còn suy nghĩ là em ngồi em đái luôn cho rồi cho nó. Tôi nhìn làm cái má. Nhưng mà cuối cùng nó cũng phải ra được, nhưng mà rồi sao? Có thấy đường ray không? Thấy đường ray không? Không thấy đường ray đâu, cái bệ ngồi vàng vàng. Không thấy ray hả? Ủa? Vậy ra mới rồi. Nhưng mà kiểu như mình đang đi xong rồi cái tàu lắc qua cái nó tắt lại. Xong rồi chảo mình vậy. Thôi ngồi mẹ cho rồi đi. Nó cũng bị đứt đoạn nha. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Em ngồi không có ai biết đâu. Đúng không? Nghĩ vậy. Ừ. Mà vô lắm, vô lắm. Mà chắc chắn là nó vô rồi. Đâu có dễ nhắm chúng đâu. Đúng vậy, nhắm chúng nhỏ em. Đúng vậy, nhắm chúng. Hết rồi, đi ngủ thôi anh em. The next day. Sáng tốt lành nha anh em. Tầm này chắc mọi người còn đang say giấc. Set up một cái góc chiêu chiêu để mọi người ngắm cảnh bình minh trên tàu cái coi. Xong. Sẵn review cái nhà vệ sinh cho em coi cái này. Ui, quá rồi. Cái người bên trong sao mà bị thương được đấy chứ hả? Thôi về giường nằm ngủ rồi kêu quay gì nữa. Nằm và lại nằm, quay thêm góc mới cho mọi người cùng xem nè.
Rồi rồi, sau công tác cá nhân thì phải ăn sáng nha. Rồi có chút phải ăn, ăn để trải nghiệm đồ ăn trên tàu buổi sáng chứ. Lơ lơ cho lơ luôn đấy chứ. Cuối cùng cũng đã tới nơi, xuống tàu rồi thì mình làm loại ra Nha Trang thôi chứ sợ gì nữa. Đây hai tiền xe bus. Ok, lên bus rồi thì đi ăn và về resort thôi. Nhưng mà cái lộ trình chúng ta đi nó cũng sẽ không thay đổi. Và anh chị mình vẫn có những cái trải nghiệm sẽ ok tại Nha Trang, và cũng như là chúng ta khi mà chúng ta về tới Cam Ranh. Nên là anh chị mình đừng có quá lo lắng. Dạ, nó có cái là bây giờ anh chị hơi đói đúng không ạ? Dạ, nên là bây giờ tụi em sẽ đi qua nhà hàng ăn sáng. Dạ, anh chị muốn đi đường tắt hay là đi đường thẳng? Chắc hẹn đi anh. Đường tắt. Nhưng mà trước mắt thì tụi em xin đại diện công ty du lịch Bình Yên xin gửi lời chào đến toàn thể các anh chị chúng ta đến từ công ty DK của chúng ta trong cái chuyến Nha Trang này. Và xin chúc cho tất cả các anh chị chúng ta trong cái chuyến đi này chúng ta sẽ thành công, và chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ vui vẻ, đáng nhớ, và chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm đẹp cùng với những người thân và bạn bè của mình. Và sáng nay để làm quen cho một chàng vỗ tay đúng không ạ? Dạ, biết là anh chị chưa ăn sáng mà kêu vỗ tay nó hơi yếu ha. Dạ, hơi rất... 3 hours later. Alo, alo, resort mà đoàn mình ở có tên là The Arena Cam Ranh Resort nha mọi người. Cũng như bao nơi khác thì cảnh đẹp là một trong những thứ không thể thiếu ở nơi đây. Có biển, có hồ bơi, chứ còn đòi hỏi gì nữa. Tham lát toàn cảnh này mọi người ơi. Sau giai đoạn nghỉ ngơi thì cũng đã đến lúc quẩy bữa tiệc đầu tiên ở resort, đó chính là DJ Bacchi. Ok, vậy thì ngay sau đây hãy đến với màn giao đầu tiên của DJ Jenny nha. Everybody is in the building. Listen up. Hey!
Chào anh em cuối ngày nha. Hey, lại là mình đây. Lại thêm một ngày mới tốt lành nha anh em. Sáng sớm dậy đi quay và tắm biển nha. Đi biển vô rồi vô đó hồi rồi tắm lại. Gác bác, khét đấy. Hình như mấy đứa đó nó về luôn trong đêm luôn hay sao ta? Nhưng mấy đứa nó về luôn trong đêm sao? Còn gì tuyệt vời hơn khi đi dạo dưới biển sớm, không khí quả thật là trong lành. Em đang quay chứ do vì tham lắm, nó có cái thị gì đâu mà quay. Giờ may ngủi tham lắm cái gì được cái này. Vẫn quay thăm lát, cũng không quên ngáp vài cái cho tỉnh ngủ nè. Bơi biển xong rồi thì mình vào tắm hồ phát mình cho mát nha. Let's go! Review một chút sân khấu các hoạt động team building sáng nay cho mình nha. Vậy rồi, đi chơi tiếp thôi nha anh em. Gặp team này đang có hành vi lặng lách đánh võng, xin tham gia vào quay video thôi. Ai quên nhắn em. Ở resort thì có nhiều nhưng phải có team chơi mới vui nha em. Bơi lội cũng là một trong những hoạt động vui vẻ nè. Xuống nhúng cho vui anh em. Thank you.
Later. Cuối cùng là thứ hấp dẫn nhất, đêm gala, nơi diễn ra các tiết mục âm nhạc hoành tráng cũng như sự kiện đặc sắc của chuyến đi. Đi thôi nào. Tổng quan bữa tiệc có đồ ăn, đồ uống. Ladies and gentlemen, are you ready for the show tonight? No, you're not ready. Come on, one more time. Are you ready for the show tonight? Yeah. All right, now I need your power to activate the show tonight. So could you please turn on your flash together? Come on, everybody, come on. Turn on your flash. Turn on your flash. Come on, everybody, all of you, please. Turn on your flash. 54%. We need more. Come on, all of you, please. 54%. We need more power. 80%. 80%. 81. We need more, everybody. Come on. Wave your hands. Wave your flash. And transfer the power to the stage. Here we go. 3, 2, 1. Let's go. Everybody, wave your hands. Cho dàn diễn viên ở phía trên một cái cả nhà ơi. Dạ. The next day. Khoan, vẫn chưa hết đâu nha anh em. Vẫn còn hai hoạt động đặc biệt quan trọng, đó là chạy bộ và chụp hình cùng team.
chạy bộ ở những sự kiện lớn là cái gì đó rất tuyệt vời, mang đậm tinh thần của câu lạc bộ của mình. DK Check Run Everywhere. 4:01 tập trung tại biển. Khởi động nè. Chạy một thoáng mặt trời đã nhô lên rồi nè. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Chạy tính thôi. Có một điều thú vị là mỗi thành viên câu lạc bộ từ lúc chụp hình bắt đầu đã là về đích rồi. Ha ha ha. Anh kỷ niệm ngày mọi người thích đến là chụp hình cùng team. Nói với team mình cũng lầy. Anh chơi xíu mà không chịu chụp hình chung. Chụp hình nè, có team nè. Rồi, hết rồi đó. Đây là mình đang có cái gì đó. Đang con mình. Đây đang chở bay về Sài Gòn thôi, năm nay công ty mình đầu tư mọi người nhỉ. Bỏ qua những nhỏ nhặt linh tinh thì chuyến đi rất là perfect luôn. Giờ về nhà cố gắng cài cút để năm sau được đi tiếp thôi. Chúc mọi người có clip vui vẻ. Bra.